tiên cho em được gửi lời chào và chúc sức khỏe đến thầy Dương Trung Hiếu cùng toàn thể các anh chị em trong nhóm cùng hưởng đến phong trào làm video giới thiệu về bản thân. Thì hôm nay em sẽ được làm video giới thiệu về bản thân em. Em tên là Nguyễn Hoàng Long, năm nay em 23 tuổi, sinh năm 1995 và em tốt nghiệp trường Đại học Lâm nghiệp ngành công nghiệp đô thị, thiết kế cảnh quan. Công việc hiện giờ của em là thiết kế cây xanh, thiết kế phòng ban bộ, thiết kế và thiết kế công nghiệp điện tử. Em có một công việc phụ nữa đó là kinh doanh online, và cụ thể mặt hàng kinh doanh đó là quần áo cùng với bạn của em. Thì em biết đến YouTube cũng lâu rồi, nhưng mà trước em chỉ dùng YouTube để sử dụng nó là công cụ để giải trí, xem có video giải trí thôi, và em cũng không biết kiếm được tiền với cả em cũng không kiến thức gì làm YouTube cả. Mãi năm vừa rồi, năm 2017, cuối năm 2017 thì tình cờ hiện duyên, chắc là do hiện duyên em có xem một video của thầy Dương Trung Hiếu, thì xem được những cái rất hay. Xem thầy xem thầy chia sẻ rất nhiều thứ về cuộc sống, về tư duy, đặc biệt là tư duy tích cực, công việc. Thank you.